Người đang xem kèo quay đấy. Người đang xem kèo quay. Da 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 da. Đúng rồi, điều khiển cái này là để có cái cần này nó hút kèo. Có cái cần cấu này hút kèo này. Ừ. Số nó nhận rồi nè. À không phải số. Hai cái hình kiểu số 0. Nửa số 0. Hai hình vòng tròn. Chạy lên chạy xuống. Bơi về gấu. Bơi về gấu chạy đuổi nhau chơi đúng không? Cái này cái điều khiển ngay cái này để ghép kiểu. Cái này là điều khiển để ghép kiểu ấy. Đây là cần để điều khiển này. Quay cái này nó ghép kiểu. Hứ.